Thưa quý vị, người dân Nhật Bản đang rơi vào một tình thế mà đã từ rất lâu rồi chưa xảy ra, đó là thiếu gạo. Lượng dự trữ gạo của khu vực tư nhân đã giảm 20% so với năm 2023, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999, khiến các siêu thị phải hạn chế số lượng gạo mà mỗi người dân được mua, thậm chí ở nhiều nơi khu bán gạo đã trở nên trống trơn. Ông Hidehisa Shinohara, chủ một cửa hàng gạo tại thủ đô Tokyo cho biết, ông chưa từng chứng kiến tình trạng dự trữ gạo thấp như hiện nay. Dự trữ gạo trong cửa hàng của tôi chỉ bằng một nửa so với những năm trước. Tất cả các thương hiệu gạo đều giảm đi một nửa. Nhiều loại gạo phổ biến bây giờ cũng đã hết sạch. Nguồn cung thiếu hụt tất yếu dẫn đến giá cả tăng cao. Số liệu mới được công bố của Bộ Nông nghiệp Nhật Bản cho thấy giá gạo đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tôi thấy nhiều người đang đến siêu thị để tìm các loại lương thực thay thế khác rẻ tiền hơn gạo. Tôi thường mua 4 đến 5 cân gạo. Bình thường giá gạo chỉ vào khoảng 1.400 yên một cân, nhưng bây giờ đã lên đến 2.000 yên rồi. Mức tăng giá như vậy tạo thành gánh nặng lớn cho tôi. Những chủ cửa hàng như ông Hidehisa lo ngại về nguy cơ nguồn cung gạo sẽ tiếp tục bấp bênh trong thời gian tới, trong khi người tiêu dùng vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm mua các thương hiệu gạo mà mình đã quen thuộc. Vâng, để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng tôi đã kết nối với phóng viên Quang Hưng, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản. Xin chào anh Quang Hưng, xin anh cho biết điều gì đã khiến Nhật Bản rơi vào tình trạng thiếu gạo và tình trạng thiếu gạo hiện nay đang diễn biến ra sao thưa anh? Vâng, theo Bộ Nông lâm Thủy sản của Nhật Bản thì có 3 nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng thiếu gạo trong thời gian qua. Thứ nhất là tình trạng nắng nóng gay gắt bất thường tại nước này kéo dài từ năm ngoái đến năm nay và khiến suy giảm về cả năng suất và chất lượng gạo. Thứ hai là do lượng du khách đến Nhật Bản tăng đột biến, kéo theo nhu cầu ăn uống tăng lên. Nhu cầu gạo của khách du lịch trong nước đã tăng khoảng 31.000 tấn so với cùng kỳ của năm ngoái. Và thứ ba là tình trạng người dân tích lũy gạo quá mức do lo ngại động đất sóng thần trong thời gian vừa qua. Ngoài ra thì một số chuyên gia cũng cho rằng tình trạng thiếu gạo hiện tại cũng là hệ lụy của chính sách giảm diện tích trồng lúa kéo dài hơn 50 năm qua tại Nhật Bản. Hiện tại thì tình trạng thiếu gạo vẫn tiếp diễn và người dân Nhật Bản chỉ được mua một lượng nhất định tại các siêu thị. Tình trạng này dự kiến sẽ giảm bớt vào tháng 9 khi mà đợt thu hoạch gạo mới sẽ bắt đầu và được chuyển đến tay của người tiêu dùng. Đồng thời sẽ chấm dứt hoàn toàn vào tháng 10 và tháng 11. Vâng, xin mời Đức Cường ạ. Vâng, chúng ta sẽ quay trở lại với phóng viên Quang Hưng trong ít phút nữa. Những cam kết của chính phủ Nhật Bản thực sự là điều rất có ý nghĩa với thị trường, bởi vào thời điểm hiện nay thì giá gạo đang tăng phi mã. Trong vòng 9 tháng thì giá gạo vốn là mặt hàng rất ổn định tại Nhật Bản đã tăng từ 15.300 yên, tức là 2.600.000 đồng mỗi 60 cân gạo lứt, lên thành 15.900 yên, tức 2.700.000 đồng, mức cao nhất trong vòng 11 năm trở lại đây. Xin quay trở lại với anh Quang Hưng. Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra biện pháp gì để đảm bảo nguồn cung và bình ổn thị trường gạo trước mắt và lâu dài thưa anh? Vâng, tôi nhận thấy biện pháp trước mắt của chính phủ Nhật Bản là đưa ra các tuyên bố để trấn an người dân. Khi nước này khẳng định tình trạng thiếu gạo sẽ sớm chấm dứt. Hơn nữa thì chính phủ Nhật Bản cũng tuyên bố là không có kế hoạch giải phóng kho gạo dự trữ, một hệ thống dự trữ gạo chiến lược của Nhật Bản từ năm 1995. Nên tình trạng hiện nay được hiểu là chưa ảnh hưởng đến an ninh lương thực của nước này. Hiện tại thì Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Thủy sản Nhật Bản vẫn sử dụng các biện pháp thị trường để giải quyết vấn đề thiếu gạo. Cụ thể là tăng lượng nhập khẩu gạo từ nước ngoài, đáng chú ý là nhập khẩu gạo từ Việt Nam và Thái Lan. Trồng các giống lúa có năng suất cao và có khả năng chịu được nắng nóng, tăng giá gạo và tránh hiện tượng đầu cơ. Đồng thời huy động các kho dự trữ gạo từ lĩnh vực tư nhân. Về dài hạn thì tiếp tục sáng kiến thu hồi đất của những người nông dân không thể sản xuất lúa gạo do già hóa và biến những nơi này thành các công ty sản xuất lúa gạo hoặc là cánh đồng mẫu lớn, thúc đẩy ứng dụng khoa học tiên tiến và giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động trong nông nghiệp. Vâng, xin trở lại trường quay. Vâng, cảm ơn anh Quang Hưng với các thông tin từ Nhật Bản. Bên cạnh việc tăng cường nhập khẩu gạo thì Nhật Bản cũng phải tìm cách để cải thiện sức chống chịu của các giống lúa trước tình trạng biến đổi khí hậu và nắng nóng ngày càng khốc liệt như hiện nay. Theo đó thì ngành nông nghiệp Nhật Bản đang có xu hướng chuyển dịch hướng sang các giống lúa chịu nhiệt.
Các quan chức tỉnh Niigata, một trong những vựa lúa lớn của Nhật Bản, cho biết là giống lúa chịu nhiệt Shinosuke do chính quyền tỉnh phát triển đã được trồng trên 5.300 ha trong năm nay, tăng 20% so với năm trước. Mặc dù mất nhiều thời gian và công sức hơn để trồng giống lúa này, nhưng tính đến hết năm ngoái thì 94,7% lúa Shinosuke thu hoạch được xếp hạng chất lượng loại 1, mặc dù mùa hè năm ngoái là cực kỳ nóng. Vì vậy mà Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh đang khuyến khích nông dân trồng loại lúa này. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản thì cho biết là các giống lúa chịu nhiệt chiếm 14,7% tổng sản lượng lúa được trồng ở Nhật Bản vào năm 2023, trong khi con số năm 2019 mới chỉ là 9,9%.